Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị phối hợp với huyện Định Hóa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Lâm Vĩ. Dự lễ bàn giao có Đại tá Nguyễn Quang Duy, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần. Về phía huyện có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện cùng địa phương xã Lâm Vĩ. Gia đình anh Trần Văn Dương ở xóm Văn La 2, xã Lâm Vĩ thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Sau 3 tháng xây dựng, công trình nhà đại đoàn kết đã được bàn giao và đưa vào sử dụng với diện tích gần 70 m², tổng giá trị công trình 140 triệu đồng. Trong đó, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị hỗ trợ 50 triệu đồng, huyện hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Còn lại anh em và nhân dân trong xóm hỗ trợ bằng tiền và ngày công lao động. Tại chương trình, các đơn vị đã phát biểu và tặng quà cho gia đình, mong gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế trong thời gian tới.